vụ đông năm 2019 vừa qua, xã Xuân Viên đã đưa vào trồng thử nghiệm thành công lạc giống trái vụ cho năng suất và chất lượng khá cao. Với quy mô khoảng 3,5 hecta được triển khai trồng thí điểm tại 5 trên 7 thôn của địa phương. Tại thời điểm thu hoạch vào cuối tháng 11 vừa qua đã cho năng suất 1,6 tấn trên 1 hecta. Theo bà con nông dân trồng lạc cho biết, lạc nhiều củ, chất lượng khá tốt. Số lạc này sẽ được bà con sử dụng làm giống cho vụ sản xuất lạc đông xuân sắp tới. Trước đó, Xuân Viên đã trồng thử nghiệm với diện tích nhỏ để dùng làm giống lạc trong vụ lạc xuân 2019, cho tỷ lệ nảy mầm đạt gần 100%. Việc trồng thành công lạc trái vụ đông 2019 đã giúp Xuân Viên khắc phục được tình trạng đất bỏ hoang trong vụ đông, còn giúp địa phương chủ động được phần nào nguồn giống cho vụ lạc đông xuân 2020 với chất lượng đảm bảo. Theo kế hoạch, vụ đông 2020, Xuân Viên sẽ tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân trồng tăng diện tích lên 10 hectare, nếu thành công sẽ giúp bà con xuân viên chủ động được khoảng 30% giống lạc có chất lượng cho vụ sản xuất chính của địa phương.